Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Thảo Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam cho biết, năm 2020, tình hình thế giới và Việt Nam có nhiều biến động phức tạp do tác động của đại dịch Covid-19 gây nên. Tuy nhiên, các hội viên nông dân và bà con nông dân cả nước vẫn hăng say lao động, sản xuất, qua đó xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến. Trong bối cảnh đó, việc tôn vinh các nông dân xuất sắc cả có ý nghĩa quan trọng, góp phần cổ vũ động viên và khuyến khích nông dân tiếp tục nỗ lực sản xuất, kinh doanh để làm giàu cho bản thân đóng góp cho kinh tế đất nước. Bước sang năm thứ 8, năm nay ban tổ chức đã lựa chọn được 63 nông dân tiêu biểu để trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020 thuộc 5 nhóm, trong đó lĩnh vực chăn nuôi có 13 người, lĩnh vực trồng trọt 13 người, lĩnh vực thủy sản 11 người, lĩnh vực kinh doanh và cung ứng dịch vụ nông nghiệp 13 người, lĩnh vực phát minh sáng kiến có thành tích trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh tổ quốc 13 người. 63 nông dân xuất sắc năm nay đã mang đến bức tranh toàn cảnh về sản xuất nông lâm ngư nghiệp của Việt Nam với nhiều mô hình của các nông dân xuất sắc cho thu nhập cao với lợi nhuận từ 500 đến 1 tỷ đồng trở lên. Đặc biệt, trong đó có nhiều nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Tại lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 2020, lần đầu tiên ban tổ chức cũng trao danh hiệu doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân cho 27 doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng nông dân trên các lĩnh vực.